Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hoài Lâm hiếm hoi đứng chung khung hình với một sao nữ, biểu cảm gây chú ý, Lê Phương thoải mái để Hoài Lâm ôm eo khi đứng trước ống kính. Tối ngày 14 tháng 8, Lê Phương bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp chung với Hoài Lâm ở trong hậu trường. nơi diễn viên còn hào hứng nói thêm sẽ là một bài song ca hay một bộ phim mới đây ạ. À? Lê Phương và Hoài Lâm thoải mái thể hiện sự tự nhiên, vui vẻ khi ở bên cạnh đối phương. Trong khung hình dễ dàng nhận thấy Lê Phương và Hoài Lâm đều diện trang phục màu đen. Thông qua tấm hình này, nhiều người dự đoán có thể cả hai đang cùng nhau kết hợp cho một dự án, chương trình nào đó. Ở dưới phần bình luận, nghệ sĩ Thành Lộc đã bày tỏ sự thích thú với màn tương tác của hai hậu bối trong nghề. Chàng ơi, hát với Lâm là bảo đảm hay rồi, hoan hô. Đứng trước lời khen ngợi này, Lê Phương không giấu khỏi sự hạnh phúc. Dạ anh, hu hu, em cảm ơn anh, hu hu nhờ tính cách hòa đồng thân thiện, Lê Phương được nhiều đồng nghiệp trong nghề yêu mến, không ngần ngại dành lời khen cho nữ diễn viên. Thời gian gần đây, Lê Phương đã hoàn thành việc ghi hình cho một bộ phim mới, cô vui vẻ tâm sự. Mọi người hỏi Phương có đóng phim mới không? Dạ đây, Phương vừa hoàn thành cảnh quay đóng máy bộ phim mới và thật bất ngờ khi được đạo diễn tặng hoa chúc mừng. Cuối năm nay chúng ta gặp nhau với một hình ảnh Lê Phương thật khác nhé. Lê Phương luôn thể hiện sự chuyên nghiệp tinh tế khi cùng nhau làm việc với ekip. Về đời tư, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng kém tuổi. Cách đây không lâu, Lê Phương cùng nửa kia đã cùng nhau kỷ niệm 6 năm ngày cưới. Dù đã chung sống nhiều năm, cặp đôi vẫn làm cho cư dân mạng nhiều lần ghen tị bởi sự ngọt ngào, tình tứ dành cho đối phương. Vợ chồng Lê Phương thường trốn con để đi du lịch nhằm hâm nóng tình cảm. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo